mời anh chị ăn xoài nha. Thơm ngon, mời anh chị ăn xoài nha. Trời ơi, bởi vì nhà bà cười là tôi ngã đây luôn á. Em cứ từ từ đi, đi bớt thôi. Đâu, quả đâu? Chết rồi. Được, ngày xưa em chào cũng lắm, bây giờ em không được chưa đó. Chào còn đâu gần mấy. Ma nha. Ráng ăn một trái nha. Gần được. Em hái rồi em bỏ em giục lên đây chứ em đừng có ôm cho mình nha, mũ không nha. Cái video kiểu view á. Mấy anh dẫn qua cây xài mà bên kia thì trái nó dưới đất luôn á. Trời trắng động đậy luôn á. Trời trắng động đậy luôn á. Hái này chắc dính cái mũ áo trắng nó không luôn á. Không sao đâu. Quăng cho mình. Rồi em đứng đây quăng tới không? Rồi rồi. Đi đi xuống đây đi. Hai ba. Giỏi quá. Easy. Em dạ, làm về dạ. Này. Nó cười. Nó té xuống đó, em coi nhớ được đó. Em ra nắm tay. Nắm tay nhau trên đường tung tăng. Trời chân đúng 2 bước. Chân em đúng 2 bước. Không, anh để cho. Vậy được rồi anh.